chờ nha các bạn. Đúng không ạ? Hôm nay là mình gặp chú kênh của mình nè. Một người rất là thông minh, phong độ đẹp trai luôn, thật sự luôn. Mấy anh không nhận ông anh tôi sao dạo này rồi cái đầu cái sàn luôn nha. Mấy anh cho những bằng con bá đạo hay quá anh. Sao cái mắt sưng rồi? Hả? Sai. Ê, nhậm. Tính ra độ tôi tưởng ông đều ông rút rồi chứ. Em đi cái mấy hôm tự nhiên anh cho gì mà ông giái đồ lên bờ xuống luôn vậy? Con mập tao sao nó ngu dữ mày, thằng chồng nó mày nó gì dục. Nó dục cái cù loi vô trong mày. Dục dục luôn ấy. Mày chở luôn ấy. Trời. Không. Cái chuyện nó cũng nhớ rồi chuyện mà nó chọc nhẹ mà mấy ông cũng đen sẵn rồi cho đừng chỉ tôi đó mày mấy cái đen sẵn đồ mẹ nên ông mà già nếu biết đồ mẹ nó phê ông có biết này không mày có ý là nó nè tao giặt tao lâu lâu là mình lại thấy là mà thấy nó đen cái đen đen à đó, đó. ý là cái đây là coi như là mình do móc ngu đi đừng kêu mày biết đâu đó anh hiểu không tính nổ lên chứ ai biết đâu sợ giờ mày về rồi què quẹt đồ đâu mày tôi giờ trên răng dưới giá mà có mẹ đâu mà hoàng mày á là trên răng dưới hai cái táo mày số mày là không được mua táo anh mà nói thật sự các bạn luôn mày gì vậy mình xem những clip mà anh ba mình anh trôn mấy anh em nó lú luôn các bạn mà không ngờ anh ba mình giỏi quá hồi xưa anh học ra rồi cũng có công việc tại vì anh hay nói với em là gì sao ra đường phải có cái đầu đúng rồi cái đầu mẹ đỡ gắn lên cô không này nó uống mà anh mẹ công nhận mẹ thông minh giỏi quá mẹ tao dứt lú mà tao lúc này nó bần thần nó ra nó dứt lộn xe là mà biết cái trình đó trình của gia cát lượng chứ không phải người nào không em không nghĩ anh đang thông minh đến mức độ thường ngày em tưởng anh đang ngu lắm nhá ý là nói vậy thôi chứ ai nói anh ngu ý nếu mày đã không nói được gì tốt đẹp thì mày ngậm cái mỏ táo mày lại giờ sao nhanh em nhờ xíu nha bây giờ em nhờ anh xíu này em biết anh là một người gia cát lượng không có cái đầu nhảy xô rất là nhanh bây giờ này nói thật sự không bữa giờ là em đi bữa giờ nhà cửa nó dơ quá tính nhờ anh kêu một giá mà dọn nhà luôn nhà giùm bữa thằng đó nó bị bệnh đúng rồi đó bệnh đó là không phải là bệnh sạch mà bệnh thiếu năng bệnh thiếu năng thiếu năng gọi là giá gọi là trí tọ chứ không kêu mình kêu giá sợ vậy đấy bây giờ này giúp em xíu được không nhờ ông giá qua ông dọn anh nhà anh thích giúp là bị gờ vậy không anh em thì xíu anh được. Không thích anh nói luôn vậy rồi đừng có lợi dụng cái thấy trong mình của anh không thích đúng không liền nữa siêu tính tiền được chưa ấy sao tay làm thì hàm nhai chứ nói không ai tin không vậy thôi mình đi chia siêu khỏi tính gì á không tính thôi không chịu thôi tôi đi chia tôi tính thích tính thôi sao lượng ấy là không chịu đúng không tôi vô tôi thành mẹ luôn cho anh nha rồi tính tiền rồi á tính tiền nước rau đây 20.000 cầm uống cà phê ngày mai ấy sao không nhỏ trung ơn trung giúp em cái đi tại vì bữa quen dọn nhà mày tao đúng không cũng rau giúp thằng thôi đưa mấy gì vậy em đó đồ được ít lắm á nhưng mà em món có tiền mà món giúp nha đồ giúp liền đồ nhớ đồ được a few moments later đầu đen lắm anh hoàng mắt mình nó mây nó đen sẵn bây giờ nhanh ngồi xuống nghiến nó gì nó có què á à. Có là dậy á cái đi chào xe nữa này gái tao nghe nói nha tao nghe bé thư nó cơn vợ tao là mày ở nhà là một ngày mày quét nhà bay mấy lần ấy đâu có năm mấy à cái đụng nhưng mà sao vậy tao không hiểu ý là tao không hiểu mày phải nói cho tao biết là tại sao mày nhẹ nhám chừng nhám rô thì quét nhà quá thì ví dụ không chưa có khách thì mày quét lần gì nữa thì nó hút viên thuốc rớt xuống là lỡ nó đi quay lại dầm sao cái đụng cái hội chứng đó là hội chứng gì ra mà tao gì đụng người bình thường nào cũng quét vậy ví dụ như nó rớt cái viên thuốc lấy vô lỡ không đi ngang que dầm phóng chừng sao khùng là sao mày thì cho mắt mày không que đụng mấy cũng cái tập giấy mày đừng có nói con mắt chi bây giờ đâu mà nghe đó thì má mà sao nó lát cái tay nó đục vô mà sao nó gơ dữ vậy cái cù loi mà bây giờ tao nói con vợ quả tao mày quen nhà hiến nó đem mắt gơ quá cỡ này nay một giờ bịt lại tụi tao thấy mắt nó chịu cũng được em rồi là nay những cái cần hấp dữ mà cũng cái mó nữa bây giờ là quen nhà nó lấy que hả rồi tính tiếp quen nó lấy que mày biểu mày mày đẹp làm gì nay sáng nay quét nhà chưa nay hay là
quét nhà cũng sáng nào quét không được rồi. Ê say. Nó chưa mà quen nó cho mày gì vậy? Thì ném nói nay. Trời cái thằng nhà dơ mà tao chết. Nó với người gái không? Chết với người gái dữ vậy. Nó đi sao đi lo cho tao đâu mấy ngày này đâu ta ai cái nhà đâu yếu sao nó dọn gì. Mày đâu giá kiếm vậy? Cái thằng lẹo kìa. Mày cái mày nhá, hàng lẹo kìa. Gì vậy? Đi vào nhà đúng thì không có cái hơi ấm của người phụ nữ là tại vậy á. Mà nó phụ nữ mà sao nó phụ nữ. Nó không biết sạch chí là tại gì vậy mày? Cứ quần. Ủa chứ mày, chứ mới gì mà vô mà nhận que mà mày. Mày thấy vô không mày? Mày ngầu mày nhận que mày. Rồi. Thấy vô ồn vô anh không? Đồ thôi mình điếc nha các bạn. Điếc vậy rồi. Trùng trên nhà mà nó đi đâu mấy ngày đây mà sao nó rớt ba cái đồ thì không đang ở ngoài đường mà xé vậy? Nhẹ mày đường đâu mấy nhá. Đâu mấy nhá. Đợi nó quét nha. Mày nè. Ra mày đi về nhà mày cũng dọn dẹp mà nhà vô ôm vô anh vậy mày. Thầy. Ôm coi thôi. Cái thùng quà này em mở bên nhà anh thân nha. Dạ. Yeah. Ba mình lấy luôn. Cuốn rồi. Tự nhiên cầm cái cháu vậy. Ừ. Cuốn mẹ lậu. Tao đã cán từ đầu rồi. Sao mày nhét mày? Thì... Tao thích mày hầu như là phải là 100 cái clip rồi ạ. Mày... Què ai? Ủa còn cái thằng kia lâu bàn. Lâu bàn không lên mà. Lâu hả? Tao chết với con gái rồi. Tao dừng tự... Quay. Biết chết với con gái rồi mà. Có nghĩa là mày thấy dơ mà chịu không được hả giá? Thấy dơ chịu không được đúng không? Thôi tao lừa quay lại ngoài em mày. Què đâu? Lên đây đến đây kìa. Đi có một què, tỉnh mấy anh em mà. Ủa nhưng mà phần què mày bỏ đâu vậy? Bỏ bên nhà thân á, bỏ bên hết rồi. Chô trời, nó dơ nè. Tao nói thiệt, dơ dài mà đứng quay video người ta cười chết trong đầu luôn á. Nó dơ. Sao mở mắt tao nhiều. Mày bị đẹp kia mua thuốc đúng không mày? Mày kia đeo lần sau đó đó. Đeo làm nó mà. Ở nhà thân chưa. Ủa? Què mày bỏ bên anh thân ấy? À đâu, thâu đỡ tụi tao quay đó lấy được. Làm lấy thì chạy qua đây. Anh Hân lấy thùng quà em tặng cho anh em trong team á. Anh cắt bớt nha, chứ anh chạy qua đó nha anh. Ờ, chị đâu đây chưa đâu. Đặt thế nữa. Em gỡ tặng đâu á. Rồi, nhớ nè. Thế chứ quẹ gì được dục. Mất quần điên rồi. Bơ đầu. Mấy chị con gái lâm. Bơ sao anh, lên lấy. Đây nè. Đây nè. Nó dơ ngay chết với con gái liền. Thôi chết nữa không? Bờ bồn. Nó rồi đỡ trong gắt rồi đi cho nó gọn gàng. Đục mày đàn bà gì lẹ gì á. Chua. Tao nói cái nhà đàn giá 5 phút. Thiệt mày luôn, tao ước sức tao lên tao tìm chặt ba mẹ mày. Tao kêu tao ghé mày đi mẹ nó cho rồi. Thôi tao đang dọn lên đây mà chết rồi xuống tao dưới đây luôn rồi. Chua. Thằng hiên phế nữa. Chút, 20,000. Rồi cái bao lon này đó lên gọi về em dây chai xuống em anh bán luôn. À, không, cái đó khôn hả, cái đó khôn hả. Cái đó gọi mày bán của nó mà mày gọi mày bán là mày khôn. Bán là lấy tiền, nó lấy tiền cho à. Mày đỡ gì mà bao chùm đó, mấy chùm đó nó có mấy cái còn vật. Quy khủng. Mày nó dìa đồ ăn ớ rồi nó gây mình bị lát rồi sao. Mày á, mày ớ lại cho nó ấy rồi. Anh dọn về chứ, chúng có tiền bạc nha. Mày này, làm gì? Vậy nguy với nó chạy sao? Mày nâng này, mày tóc mày ở đây. Thôi biết đây, biết đây. Mày ra, mày quấn chị Nam hay sao mà nó đánh gì chỗ đây vậy mày? Dạ, mày cuốn dữ mày. Tự nhiên cái nhà nó mình hồi mày lâu rồi mày chớ. Đâu có phải nhà mày đâu. Vậy sao không thấy nó ớ mày? Chịu cũng được không ư? Tao dọn xong cái đây cho xong đi rồi. Chứ mày đứa mày cũng quét nữa à? Mày không lớn. Dọn ra đi. Quá con gà ấy. Đặt cho em 3 phần con gà nha. Chủ yếu là què con gà nó đặt cho mé nó ăn. Anh nói em nuôi hay cắn? Kiểu đùi anh cắn kìa. Anh nuôi cắn. Thôi cho nó cái đùi vậy. Tao nhảy đâu cháu được. Gì? Nhìn gì nữa? Bẻ đùi nha, bẻ đùi nha. Mày nhận không? Thôi lâu giái cờ nhận cờ mẹ nó, cờ nó, cờ nó. Tao lạy mày. Ê, con tót con này đâu có quét như mày nhọn thì sao không? Nhưng mà mày đâu có làm bài tót đâu mà sao mày cứ que đây mày. Ờ. Tao kéo mày bấy. Chửi nó. Không có leo đầu.
Ờ, nó cũng có đồng cảm với mày. Không sao. Đó, em phải sạch sẽ vậy á. Ở nhà ở đồ mà làm sao mà bụi bặm như vậy, đi cái chân le vô nhắc rô rồi cứ le theo leo lên giường rồi bách tông nó. Con mắt này đã nháy rồi gặp trúng. Gì vậy ta? Đỡ luôn anh làm nha, đỡ đó. Anh làm không ta, nha. Không chứ. Bây giờ mới đi gì đó rồi mệt mỏi rồi mệt nghỉ đi. Ê, mình cứu sao chữa mày. Đâu, sạch sẽ rồi, thấy thấy nhanh nhắc không? Nhà đó cây xịt kiếm rồi không? Không có nhà nhờ, có tiền. Trời ơi, bụi tao lại mày dai ơ. Sao cứ bệnh gì lạ vậy đó. Khùng khùng tự nhiên đứng quét nhà nó xong cái rồi. Ừ, anh quẹt. Quẹt ở nhà không ta. Ý, có đâu dùm không? Đâu dùm sức lỡ thì anh em chịu. Mày à, dùm dùm. Tao quẹt đi đâu, anh mày tao quẹt đâu. Tao lấy que chứ tao que tao làm gì mà mày biếu lên nhà mày vô mãi không nha. Rồi mày nhìn đâu con điện dài mà cho hình vô ôm nhà mày. Thầu gái tao lạy mày, tao quỳ xuống tao lạy mày. Đi lấy que. Cái nhà nó cả mẹ nó. Chứ là chắc đi. Tao nói mày bữa sau mà tao que đây nữa tao mà thấy còn. Rồi dạ dạ. Má còn cái thùng hàng đây nữa. Chắc gì mà ngay ngắt vậy mày. Chết mày. Thằng con mớm. Quê ra que tao nói ổng lại. Nhà ổng như cái ổ chuột à. Để thôi đi. Thôi đây. Thôi quen thằng lấy què thâu giác bà. Nó nghe nè. Ờ nó nghe. Rồi em cảm ơn em nghe. Nghe nè. Cảm ơn em. Chắc tôi thiệt ông quên. Cái đầu nó yếu rồi. Đây. Gì nữa? Gì nữa trời? Cái cháu nhà đó. Mày sao trên đầu lại có cái nguồn nước gì nó độc dữ vậy rồi. Cái nguồn nước ở dưới Tây Phước nó độc hơn An Nhân luôn. Giờ tôi xiên của tôi. À quên. Thôi đây. Giờ que nhà ngoan ô lấy que đi. À. Mày làm tao cuốn theo mẹ luôn rồi. Nó. Hey. Đủ. Mày biến mẹ. Vô kia nữa vậy. Ê, mẹ ngoài cái của mày á, thằng chó là gì vậy? Nhưng mà ấy là bạn có hạch vậy sao? Cứ cỡ chuyện đó. Thằng giái đồ của tao mà nó bị bệnh đó lâu chưa vậy? Em mới phát hiện cái đây khoảng 2 tháng mà em không biết. Em phát hiện là do con vợ nó gọi cho vợ em nói là vợ ông giái à. Một ngày quét nhà 3 mấy lần. Ông nội cũng ngày cái mấy tiếng mà nó quét nhà 3 mấy lần là chết chắc luôn. Bối ra ma quét nhà ra rác. Đậu mà em cứ quét rất là nhà thôi chứ đâu có tiền để anh rác coi này. Đúng như cơ hạch luôn, nó vô nhà hiếm nó dọn. Ê đùm. Em rung luôn mà, nó vừa dọn vừa chữ, nó cũng leo sàn rồi nữa. Được vậy mà sao cái dịp Tết mà anh đưa đi mà. Bây giờ em muốn... Nếu tính ra đưa đi vậy là anh em mình có tiền luôn á. Bây giờ em chỉ muốn hỏi với anh một câu đơn giản thôi. Là bây giờ anh... Thôi là chiều lên này chứ, đủ bây giờ đủ anh có thì lên đủ mình để dọn... Dọn nhanh nè, dọn nhanh này. Dọn nhanh cho nó táo nè. Thôi đơn nó dọn chút đi. Nha. Trời lên nè. Thôi điều anh dành chút vậy anh cảm ơn tụi em. Nhà neo đơn. Đó. Nói dọn vậy là anh có thời gian đi với kim. Nhà nó bờ bộn gì nữa. Phải bờ bộn mày. Con vợ anh nó thấy nó mơ. Nó nói có mấy anh em tốt. Giờ trứng tìm trùng trĩ trâu. Đấy. Tìm trùng trĩ trâu ít gì phải làm. Tí anh xin tối nha em. Sao ghét cái tìm trùng trĩ trâu ấy. Nãy mình có nói xin chị tối nha. Chứ chồng phải giết. Ủa sao mới vô dọn liền luôn đâu. Trời ơi thế rồi. Mỗi lần vô đây là dạ lắm mày chịu nha. Được. Tôi nghe rồi chi trai bén bóp mẹ nó. Dạ. Dây. Chuyển qua là tao nhìn kinh. Ê, chưa có ông nha. Mấy thùng này đó là già tao bán luôn nhựa cho mày. Không có nha. Nhà ổng mà đâu. Bám nhựa nhưng mà bây giờ nó đỡ nhà bừa bộn quá. Mày đừng có cuốn. Nhà ổng. Thấy dậu này là sẽ sạch sẽ không? Anh ở đây lỡ đâu đấy. Quỷ ra nha. Thằng giái nó bị liệu mà đừng có chí nữa. Bây giờ là vô lấy que đâu. Nét vô liền vậy sao cứ đỡ vô dọn rồi đỡ người ta nói vậy mày. Tao cần người quan trọng. Nó, gái nó đâu cần. Thôi vô. Mày đang coi thường tao á. Sẽ dọn bằng cái máy nó dẹp lại. Đỡ, bán cho mày. Đúng rồi. Đúng nữa. Đúng rồi. Tôi biết cái nào nó sạch, cái nào vô tôi dọn cho ông mà ông ứng ông nói ông. Té ông mở ông giờ cho ông thôi, ông nói. Vô nhà là què thôi lấy què. Nói chung là cái tính của em mà thấy nó tốt. Nhà sao nhắm rô vậy? Nhắm nữa. Cũng đỡ hư vậy. Đúng rồi, đỡ hư luôn mà ha. Bình thường nhà... là được, tao thấy rồi hợp lý. Cái nhà nó nhắm rô vậy thôi. Ở chỗ đâu, chỗ dài chết. Chết dương dài. Mày đừng có nói nữa Yến ơi. Chị trời. Mấy cái bệnh thôi sao? Mấy hạt này dở bữa. Đó, đúng là bọn ghét hơi dở bọn. Mấy hạt
Chùa mấy cái to hàng mà ship giải ông nội tôi đào cha nào đi ra được. Vậy rồi biết cái ngõ nào mà đi lấy hàng giao cho khách không? Chết được. Sáng dậy bàn thấy đồ không? Thấy dần giấy nói chung là tính tốt á. Đồ giờ anh sẽ nói anh á, đây là lần cuối cùng tôi vô tôi làm vậy chứ không phải tôi ăn tờ ở kiếp là tôi làm ba cái chuyện đây cho vợ chồng ông đâu nha. Giấy, nhà ông ăn. Mày bị cái gì vậy? Đâu, thiệu sạch sẽ tính ổng hồi giờ, nói chung là ổng thôi đi ra sao lấy que mệt quá. Đi ra sao vô lấy que mà quên ha. Rồi xin lỗi quá anh. Bây giờ em đi vô anh máy quá. Lì lì cho mày. Ê mày làm gì vậy? Chế. Vô chỗ kia cái cọng tóc kìa. Đi mày. Đi ra kia. Chứ giờ cái phòng ngủ của em mà trời 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 vô nữa. Thôi 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 thôi. Đồ, nghe gì? Đồ, thật chết nữa. Đâu? Thôi để cho thỏa mãn vô vòng đó chứ giờ. Ship cái mon lại cho đàng hoàng kìa. Nhà, cửa gì vậy? Đẻ, được bị bệnh. Anh nói tiếng mô xin anh hiểu không? Chết mẹ nữa. Tàu với thằng gái, tàu đây. Chưa thôi chết. Cái này cái gì vậy? Trời ơi bờ bộn nữa, thôi chết nữa. Hết cứu. Em gái mà sao em vàng ra dài bé. Em làm được anh không? Không đi kiếm người khác đi. Cái vàng dài một nhẹ. Ui xôi. Đi que không? Phía chưa anh ăn? Bỏ mày đâu. Đồ hàng của tôi nha. Ủa, cái đơn này của người ta mà mày dùng chung vậy nó lộn đơn sao? Ủa vậy là dọn đây đã phân hàng hả? Ờ. Xin lỗi đi. Cuốn á, ông đang cuốn á. Nói mày chạy nè. Thôi không nói, tao. Thôi dai. Mày ra mày rửa mặt đi. Mày rửa mặt cho tinh táo tao thiệt. Rửa mặt đi. Sao đụng mấy sao cứ vô đây là tôi thấy cái gì là tôi làm ta. Em đều đều. Đâu có đều ông thiệt. Thôi em không can. Nó quên sọt rác nha. Cái đoạn này cũng được chứ cái đoạn vô nhà buồn nó không được. Thì nó bị cúng rồi, em đâu có kém. Mày ta nói mày chuyện nhà buồn phải vô rồi. Mày rớt đồ mày bà sao. Đúng rồi. Cú, nó cuốn em luôn. Nghe quen luôn cho hả ông em. Nó bị bệnh sạch sẽ nặng lắm, nó bị nặng lắm. Cái gì nó không có. Đợi đợi cho ông tự nhiên. Anh đi rửa mày đi. Rửa mày cái giấy mấy mày cuốn nặng quá không. Thôi nên mình đem xong rồi nó bằng cái gì hết đây. Đỡ lòng rồi mày chạy tên táo nè. Thôi biết cái gì rồi em làm bình thường biết nó bị kinh tâm quá. Phẹ vô anh hằng. Ây là gì vậy? Cái mấy cái này dọn không được đúng không? Không được. Đứa dạy này. Thôi chết. Cái gì nữa vậy? Mấy con nhận con ứng. Biết lên thầy mày nói nó dọn gì. Xỉn nó dọn gì mới dần chuối luôn. Đó. Thôi chết. Gì? Ra coi thứ vụ gì mà đang cần. Ui chua chết chết rồi. Gì vậy? Tổng tác mày coi vợ chồng gì mà đi làm mà không chặt chỉ ở nó dính đầy ở trong cái labo hả chạy. Trời ơi. Mày dọn công tác trong labo ấy. Ủa thế giờ nó đứng nó trước mặt ta mà không dọn công tác vô labo. Còn mấy cọng quanh kia mà tôi không dám lậm kìa. Ông đưa cái mấy hút bụi ra đây tôi vô tôi hút coi. Đây đâu. Tôi lấy cái đây tôi ra tôi đi. Cái đồ mẹ. Tôi rửa cho canh đây rồi. Má ông nghe tôi nói thiệt, ông nghe ông lên trên mạng người ta chửi ông nha. Chứ không phải là ông vô. Nghe sạch thì mát. Nghe sạch mà Michaelin đây là leo chùi hiệu quả này. Nó tôi vô tôi leo trong cái toilet. Dọn thôi chứ mình leo. Anh ơi, nhà sạch thì mát, bát sạch thì vô vô đâu. Nè, anh Linh coi này. Anh nhìn coi nhà sau này. Ui trời, má nó thiệt nha, tôi thấy ông tôi hao bọt ở nhà ông không. Ủa hao dìa mẹ nó cho rồi. Cái đống đó sao anh không? Chụp cái đống ra được đỡ mấy ngày này có ai dọn đâu. Tao chết giường dai liền nhá. Chết đáng thiệt anh em, tôi thiệt anh em. Đã muốn sống sạch lắm mà. Giờ tôi muốn thấy ông nội mấy ông vô ly dị mẹ đang ăn đi. Thằng con gái gì cái gì đó chuyện gia đình người ta. Mày bây giờ nó đàn mẹ ăn gái trong nhà. Mẹ bây giờ bình tĩnh mày cuốn lá chuyện của nhà ông. Hiểu không? Thấy giờ mình dọn là bình thường được rồi, đừng có. Nhưng mà nó con gái mà sao nó không có nhà sạch thì mát nhanh nắp gì hết bây. Đâu có cái lẹ ông tôi thiệt ông á. Ông giờ ông gì ông vậy được ông vợ ông vợ rồi ông trẻ gì nó sản xuất vậy rồi. Dài. Em giúp anh em dọn gọn cái chỗ đây. Xong là anh ông làm gì mấy mớ tôi phải dọn ông. Tôi thấy cái gì tôi thích tôi dọn, tôi không thích không. Nó thích nó dọn anh không có quyền. Vậy rồi. Mày thích là dọn thích. Nhưng mà cái chỗ này dơ thiệt sự luôn, nó dơ thiệt sự. Vậy rồi. Sao? Mày dọn. Ê, mày đừng có dọn. Nhà tao mày im đó. Đủ
mấy chú gặp ông nha, chú nói ông nha, ông ở anh vừa ở bắn vừa phải không nha. Đừng có dọn. Ê, bè cái đồ đây mà. Mày đừng có dọn mà, mày đỡ đi. Đừng có dọn. Bây giờ ông muốn gì? À nói thế nhẹ của tôi nha, tôi vô tôi ngồi tôi chơi là tôi cái môi trường xung quanh tôi nó phải sạch sẽ, không khí nó phải thoáng đãng chứ không phải là sao đâu đâu vậy không? Là cái này tự dọn em. Mày nghe đi mà rồi ông đỡ làm gì đây? Ở tôi ra. Đó, 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 ui ông sư tôi hạt môi trường nha, tôi hạt như vậy. Đúng, đúng, ui ông kỹ sư môi trường nha. Đúng rồi, đúng rồi. Sao đó, đó. Dạ, không. Sao tự nhiên trầm mắt, nó đứt người ra rồi nét chứ. Chứ sao lộ, nói nhiều tụi gạch ông nha, tôi nói đầu nha. Đã nó dọn đi, nó không dọn nó bắt, nó tức nghẹ chứ. Nó sẽ còn mấy cây chuối. Còn ít nữa dọn hết luôn rồi vậy. Dọn hết luôn rồi giấy không? Đỡ rồi. Ờ mà thôi bãi, thôi đừng, đừng dọn cái mấy cái này đỡ cho bà già. Không, thằng thằng giá cái tính nó anh biết rồi. Nó làm đã làm cho xong. Giờ sao? Anh giờ tôi dọn hay ông dọn? Giờ ông nói mẹ nó đi. Thôi dọn anh. Không không không, có cái gì đó lại dần con. Mày nói mày đây. Anh nói cho ông dọn đi, cho ông có thỏa mãn tâm nguyện không? Mẹ cứ vô rồi làm nó dọn. Vậy bè cứ vậy, nào bị khủng đồ chắc chứa này. Một liệt cái mấy cái đây là cái vi khuẩn nó chắc chứa này. Dây mà cũng đỡ được. Đúng rồi anh, nó quen nó giáo hướng nhà anh chứ ai mà đỡ cái nhà giấy mà. Đánh cắp không? Anh càng không cho là người làm, đợi, hiểu không? Đợi, anh càng không cho là người làm. Còn có gì thì dọn. À rồi, ra 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 giường chuối. Thâu giấy, ra mát rồi ra giường chuối ngoài chuối. Đi. Bắt đầu, đi, đi, đi. Dừng lại, mà đang cuốn. Tỉnh chưa? Ngoái mà, tao bé cái không rồi nha. Ngoái mày vậy mà cái bàn tắt mặt mày. À nhưng mà giờ. Tao gì ạ? Mày mặt. Tao gì ạ? Vô lấy que mẹ kìa kìa. Que ở đâu? Vô tao lấy tao gì ạ? Nhưng mà mày đang bị cuốn, mày hiểu không? Bây giờ mà tính lại nè, sao mày quen nhỏ mà dọn? Mặt quét. Tao cắn nè. Mẹ cái đĩa này, cái đình này, cái chép mới ra quà. Cái đình. Đâu, 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 đi, đi. Ê, giá. Tao cắn rồi nè, mới cầm cái chấu nữa. À. Dừng cuốn. Quay giường mà. Ờ. Quay giường mà có gì đâu, quay đó rồi dọn. Có dọn rồi nha. Trời ơi, chuối rồi. Dơ, đây, đây. Trời ơi, cái buồn chuối nó dơ, chết như vậy rồi, đừng có đợi nó nghe. Thôi giá, cờ cái tâm mày tịnh đi, ông nói gì cờ không? Nó nhìn là cách nè, nó nhìn rồi anh thằng ơi. Cái chỗ gì là mày dơ bụi gì đó thằng. Thôi. 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 Tôi nói một lần nữa nha, cứ anh làm anh được đâu nha. Đừng có bao giờ mà anh ra làm. Ê, mà sao ông chưa đâu vậy? Môi trường thiên nhiên là nó đĩa ra là để cho mình hít thở không khí trong lành chứ không phải là mình đi ra đó. Mình đi ra mình hít cái mùi em ô nét ra thử nha không? Nhưng mà giờ anh mãn nguyện chưa? Mãn nguyện. Giải được rồi không chứ? Mày cái theo nó khai đủ hết trăm đế. Theo gì khai mày? Mày cũng cái thằng làm lố. Không? Không? Theo gì, theo rửa chén mà. Này. Ừ. Sao? Rồi, rồi tiền. 200 ngàn. Mày đừng có khinh tao nghe. Nhọn nhè. Ủa mày. Nhọn nhè gì hai tiền. Má. Chẳng chẳng nữa đủ mình cứ đi vô. Hiểu không? Má đã đòi tiền nè. Mày nói cho nó hiểu đi. Cuốn cái dây cái thằng đậu má mày. Không đúng rồi. Nói cái nhếp dạng mỏ nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ vô đây lấy quà. Ui giá dây. Mày cuốn vô lấy quà chứ không phải vô đây. Ờ thì vô lấy quà mẹ nè. Chúng mày lấy ông hơn 200 triệu, 200 ngàn nè. Lấy 200 ngàn chi tới ông nậu mày lấy 200 ngàn. Nãy giờ dọn nhà nãy giờ mình chưa lấy tiền công. Chưa lấy tiền công. Chứ thôi này đậu má mày đang khinh thường tao nghe. Tao không phải khinh thường. Nhưng mày mới dọn nhà ấm nhà ông dơ vậy thì mình dọn dẹp. Nãy giờ là đang trót. Đúng rồi. Đang trót. Trót à? Mày giả bộ. Mày đang dọn nhà cho ông. Tôi làm gì giả bộ không? Bây giờ tôi không có giả bộ vậy, ông mệt quá. Bây giờ là trót nè. Trót nè. Ù tao đá cái mỏ dừng cái mỏ chó mày nha. Thôi giờ mày cứ đứng im rồi tao dừng lấy tiền. Ba anh em mình uống nước. Không nghe, tao nói không nghe đủ. Mày vậy là mày coi như mày khinh tao á. Tôi lái. Lấy gì mày? Đây, sao ngộ lấy gì mày? Đem coi cho nghe. Hồi sáng. Tiền bạc gì lấy mày? Bình tĩnh, đem nói cho nghe. Hồi sáng ông Hằng ông điện. Tôi nói ai điện người dọn nhà. Lấy ra cậu từ. Điện điện người dọn nhà, ông trả hai sao gì mà. Giờ anh vô dọn rồi lấy lại nhiều quá. Nào ông té cái cành nào lì phì ông tụt luôn. Thôi 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 thôi. Tao quen mày đợi chuối đồ đợi ấy rồi nó sống. Chuối gì? Đừng. Thôi 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 đợi ông tự dọn. Em ở nhà. Tao nói nãy giờ mày không hiểu à. Sao? Kênh mình kênh trót. Mẹ ông Hân ông lại bày về trời dân hiến kêu mẹ qua dọn nhà ông. Mày có đây không? Có nha. Cái má mẹ em hầu nãy giờ ông biếu mày dọn mày nhớ không? Ông Hân nãy giờ ông trôn đâu á. Đồ má hèn kia tôi kêu cái đóng cái dọn ấy em nữa chứ. Kênh này kênh gì? Nếu được. Kênh này kênh gì?
Bây giờ mày nói là hồi sáng giờ tôi dọn cho ông tôi lấy tiền công. Đó là mày thể hiện bản lĩnh của một thằng đã từng là cầm kênh cuốn nuôi. Bây giờ mình phải lấy 2 sĩ. Tôi lấy cái đó ra tôi mua con gà tôi đãi luôn. Vô. Bây giờ mày vô. Nhiều được. 2 sĩ ai? Bây giờ 2 sĩ vô mà vô mày diễn nè. Không thông minh nè. Mày diễn nè, bắt đầu. Cái thằng quần ở đâu? Tao đá mày nghe mày. Cứ xô đầu tao mày, tao lớn nhỏ mà cứ xô đầu tao mày. Đúng rồi. Dạ, giờ. Mày chừng nào cái đầu mày thông minh hơn đầu tao ơi, xong rồi mày so đầu tao. Cái đầu mày mà đòi thông minh bằng giấy. Như cái đầu quan mà đòi thông minh. Tao thấy giấy tao nó vậy rồi. Đó bây giờ coi tao nè, đâu mới cái đỉnh cấp hồi xưa tao chủ kênh mày được cái chủ kênh gì không? Mày cái chủ kênh gì mà chưa lên mà mày đi về bán kênh mày ăn mày. Tám năm nay đầu mày chưa lên lần nào luôn. Bây giờ là chính thức cót nè. Không. Kìa thằng ngầu kìa. Chục tao bác nữa thầu vô đòi. Xưa cái rẹt rồi. Rồi xong rồi anh Hân. Xong rồi hả? Công nhân đây có mấy em nói chung dọn lắm chứ. Nó tậu lắm bác. Nói chung là hai sĩ. Trời ông giỡn nữa. Hai sĩ sáng giờ công nó dọn. Ông kêu nó que dọn mà ông nói lẹ vậy ông. Tao dọn sạch hết dọn gì nữa rồi. Đó. Tao dọn còn chút gì mày dọn ra để khác coi. Cái đồng ngang bác không có dọn một cái gì hả? Trong labo dính cộng tắc của dính cộng tắc kia mà. Trong cái buồn của ổng dính luôn cái cộng gì dưới cái ghe nệm con lái con hút bụi. Nè bác coi nè, nó dọn là sạch cơn hết luôn mà. Đồ tùm lum là le. Thôi ra bông anh Hân. Ổng ấy không có được đâu ngang. Thấy chưa, thấy giúp lại gọn cơn rồi. Là con nhà anh Hân, anh con giúp ảnh á. Bác đừng có nói ra vô chi rồi mấy công mấy làm anh em. Thôi nha anh em Hân. Wow. Nhận gì vậy? Dạ rồi. Không có, đây thiệt là trót đâu mà. Đúng rồi. Lớn rồi. Em mà em không có nói 2 3 lần nghe. Đó, bà già mà nói đâu có dọn. Dọn sáng giờ nó rồi. Đúng vậy, tao tôi một sạch trơn hết là bay dọn. Bác sao vậy? Bác thấy bác giờ mắt lớn rồi, bác không có thấy được cái cộng tắc mà đâu. Không có giỡn, 2 sĩ nhanh cái. Ê, nhanh gì à? Sáng giờ. Tôi thấy ông Linh dọn sao giờ mày nậu vô mày tranh cộng không? Anh thấy chưa? Dạ rồi. Dạ. Giờ đòi tiền này. Đòi tiền gì? Còn em còn lưu lại hết đây mà. Lưu gì? Con ơi bật ra đó coi. Bây giờ em hỏi anh có trẻ không? Giờ chữ nó luôn, không dám tiền chữ nó luôn. Giờ giấy đòi tiền 2 sĩ. Tiền gì? Tiền dọn nhà. Anh dọn cho em kìa. Em quẹo ở nhà lẹ vậy. Anh chưa nói mấy cái vấn đề đó. Anh dọn nhà tự nương không? Anh vô nhà em, ai biểu anh dọn đâu giờ anh đòi tiền. Quay cho rõ. Đây đang quay. Quay cho rõ, bộ mặt hai giờ vợ chồng hỏi không biết. Hậu sáng anh có dọn đây không? Mấy cái đống giày đây anh dọn đúng không? Em không thấy gì đâu, giày của em tơ mẹ. Còn không đâu không biết cái gì à? Vậy là lừa đảo kẻ một nhà. Không biết cái gì à? Đù nó nặng quá rồi. Dạ cái gì vậy? Bà già chứ. Không. Giờ em quyết tâm đòi và công bằng cho nó lấy 200 giấy. Đúng. Bây giờ hai ba người đến úp sọt tôi ê. Đến úp sọt ê, giờ giận không đua. Chồng là ngầu cừ như đánh cừ. Thấy bé thì kết thật. Thấy nó rồi. Tôi biết tôi giờ tôi nèm nè. Nèm luôn, khỏi làm luôn. Vậy á, giờ không đưa 2 sĩ ơi. Tôi nèm, tôi biết tôi nèm dẻ tôi. Đây nè. Em lấy cái gấu cho nèm. Tôi vô tôi lấy cái mùng luôn. Em lấy cái gấu cho nèm. Em lấy hết đây, tôi lấy cái mùng tôi nèm luôn. Thôi chết. Chút coi thử thì được. Em lấy. Giờ cho đây mà giờ vậy. Bao nhiêu em nói cho đùa 200 mà. Cho nó cũng. Ê, hồi nãy làm gì có nói chuyện 200 đi. Nó quýnh á. Bây giờ sao? Không có quýnh quyết gì hết ở đây. Bây giờ tôi lấy cái chiếu tôi ra tôi đem. Đúng rồi anh, là thôi đưa ông 2 sĩ trong quýnh không? Đang ở chỗ làm hàng mà mày nèm sao làm mày. Quả chứ không tặc ông sạch sĩ làm. Không, nó mở công công ty dọn dẹp mà. Sạch chiếc gì hả ta? Bây giờ là đừng có tướng sáng giờ tôi không biết. Đừng có tướng, ông đừng có tướng. Ông nói thì nghiến sao? Hai thằng chi hồi nãy tôi quen nhà nó cái. Ông Hân này bày trò chừa giấy. Anh nãy anh nói ông lại bị bệnh cho nên là chẳng ông bị chừa bệnh. Ông Hân ông biết nó bị vậy á. Xong cái ông kêu hiến nhắc que dọn nhà cho ông. Có không Hân? Cho ông cho game. Có ông nói kìa. Nói chứ sao anh mở cái miệng anh lên chứ sao anh cầm như hết nhà. Nó nói vậy, chưa anh ác, em thấy chưa ác sao mà ác le anh nói là dùng trái khờ ngu thằng nhỏ mày cái sáng còn hơn còn hơn cái đeo quá vậy là anh lợi dụng người ta đâu hai sĩ nó có đeo thì không ai người nó qua nó dọn thì ai biết đâu mà nó vừa phải nha cầu quá bệnh sạch kêu đeo bây giờ tôi người như vậy mà sạch sĩ cũng biết em cũng đeo em lại bị bệnh sạch sĩ á em đưa ông 2 sĩ thầu cho tậu nó cho em nó dọn nhà em sáng giờ mà giờ sao nè giờ có ai ông tôi leo nó lắm đồ tôi nèo chắc đúng rồi đưa nó em à thâu giác mày ra nè tôi nói tôi không có phải là bố thí đưa tôi 200 cho nó dìa che không có phải vậy nha tôi là tôi làm thì tôi lấy cái bao nhiêu rồi tôi lấy bao nhiêu ấy là nước sáng nước chưa uống nước xin đi nước uống cho nó có nhiều mà đâu. Mày xuống mày lấy nước đi mày uống đi thầu nào đưa giờ sao đưa đi nhanh đi
Thầu ăn em nói. Nhưng sáng giờ mở cửa ra chưa buôn bán, chưa có một đơn hàng đóng nào hết do tình. Chưa hàng đầy, chưa có một đơn hàng con bé nó cắt bao nhiêu sợi dây tôi dọn bấy nhiêu sợi dây mà kêu không có đơn hàng. Nói sao mà cái gì sao mà chưa đóng được một đơn hàng. Còn không thôi cho anh hung biến cái rồi quờ giấy. Ê. Mày không tầm bậy tầm bạ rồi. Chết thì giờ mà ông cho ông quỳt vậy. Ông kêu gì thì ông tự té. Làm gì vậy, đụng. Để cộng tắt ngầu lên kìa. Mẹ ơi, tôi vợ ông đựng dùm nó quá. Đứng xuống rồi, tôi ẩm nó xuống. Đánh đi thôi, nhìn vợ tao một cái nó lội, nó kiếm mấy cộng gì cộng mắt. Hầu ra đưa đạn đi. Đưa đạn đến nè. Giờ sao? Nhưng mà tôi vô tôi lấy cái cộng tắt nó nằm dưới. Anh ổng đường giái đứng này luôn. Giái nè. Gì vậy? Đeo đeo. Lào nó kiếm gì nó dọn nữa kìa, coi nó lên tiền nữa. Bao nhiêu? 200 không? Đâu đấy? Được. Mày cầm gì một miếng dao ấy. Đồ. Thấy chưa? Đồ mẹ đéo tôn trọng. Cái đó là cuốn đó, như tao tao lậm rầu á. Như tao tao lậm rầu á, tự nhiên mày còn xí diện nữa. Chót mà. Cút. Lậm. Lậm. Cút ra. Nè, nè, tôi. Đi gì à? Mày sao qua đây chơi thì chơi. Mà cầm cái máy là đừng có qua. Rồi. Con này. Ông nha, ông vô nhà tâm sự, cảm ơn ông biết. Đầu tôi với ông đi ra đây. Cảm ơn chị, chị à. Thành công rồi. Ê, cảm ơn chị. Lấy gì là làm gì nữa? Bây giờ đi ra mua ghe ấy. Sợ khán giả nó chửi mày. Đúng rồi. Vô rồi. Chửi rồi chứ. Đúng rồi. Vô. Đúng chưa gì luôn ấy. Ông ơi, tao ông giá vô nói chuyện thiếu rồi. Ông giá vô cảm ơn chút mà. Sao? Không có chữ đâu. Cảm ơn gì? Không, vô nghĩ là đồng tiền đi qua là cảm ơn. Không được rồi, coi như sáng như mày làm như đó chứ. Cảm ơn anh Hân, cảm ơn mấy anh nha. Đừng có lấy lông lấy lá gì trong đây nữa đó. Ông dìm, anh đẩy nha ông đi, cái hạt sợ. Ê, tiền này. Ông vô đi, ông vô, vô cảm ơn anh. Vô lấy sợi bé cho 50 ngàn, là người ta nỡ kêu là mày biết thương những người làm. Còn nhà ông nữa, nhớ anh, đổ lỡ chai cho tôi bánh luôn. Uống nè. Là bây giờ là ông đổ nhà cho nhiều lần cháu qua dọn tí mẹ luôn. Đúng. Ông gai mặt mặt giá đâu. Nếu như nó không dọn tao lấy tiền lại. Đúng rồi. Để sáng nữa làm cái tiền mà. Bây giờ mình nó cái tiền mà nó chưa chia mình nữa mà. Đúng rồi đi. Để mà chờ tao chút nha. Tao. Nhanh lên. Đồ mà ông đi đâu vậy? Ông biết chịu gì chưa? Vậy gì vậy? Đồ mà. Sáng giờ ba mẹ mới cho ông. Dừng tụi nó xíu này. Dừng tụi nó này. Mà sao tao cuốn vậy mày? Đồ gì sao mày? Mày không nhắc mày. Ê. Ý là sao? Giờ mày nhắc chứ sao, đỡ tao cuốn hoài mày. Anh biết sao không? Thì tao sạch sẽ, tao nói sạch sẽ có gì đâu mà từ từ đó nói gì đâu mà. Ừ, nó là sáng ngày công việc tôi nào. Mấy ông đi dọn nhà thí mẹ luôn. Ủa mày, giờ mày cứ đẩy qua đẩy người này kia này, ông Hân ái đâu, lấy tiền rồi, rồi, rồi lì xì lại anh bé đâu. Bây giờ muốn trả thù bữa giờ tụi em cho không? Mẹ giờ sao, ý là bây giờ lộ cái màn này là sao? Màn này là ông Trung bay ra. Là nguồn cơn sự việc là từ E-Z nó bay ở con đây. Ông gài ông nhớ ông đưa ông vô nhà tôi đỡ dọn dẹp đúng không? Đó ông đưa ông qua nhà ông Hân đúng không? Bây giờ này chuẩn bị lão bị lậu đẩy đồ đạc ở nhà nhiều lắm. Chuẩn bị là lậu Hành ông qua dọn. Nhưng mà em nói anh Thâu, hiểu không? Giờ chuẩn bị anh chạy qua nè, mình gài lại, mình chơi kêu gài lại, anh hiểu chưa? Nguồn cơn sự việc anh đi theo em. Để giờ tao qua là đồ tao biểu nó dọn đồ ăn đồ uống cho tao ăn. Tao ăn thả ra xem cuối cùng đồ tao một cái dọn kia đúng rồi. Bây giờ vậy anh em chạy qua xíu em gọi lại cho nhà nó mà nguyên cái một đống một tấn máy trè, mỗi lần nó nhập một tấn máy trè tao dọn cho chặt chắc. Đúng rồi. Mày điên đi, sao đi, đi, đi. Hiếu hả? Vậy là xong đúng không? Ê, nhớ đừng cuốn nha. Cuốn mày điên là sao hả? Tao tránh qua tao bị sạch sẽ thiệt, nhưng mà có nghĩa là những cái dây nó mà tao biết nó là nguồn cơn của sự việc là tao qua tao diệt nó này mày. Được. Coi tao diệt thì bém này đó đó mà nó bém nay nãy giờ nó nói mày hay sao đồ em tức. Bây giờ cho anh vô quá, bây giờ mình cho ngược lại nha. Rau, rau, đi. Anh nói anh từ, vậy anh nghe gì chưa? Để anh cho anh coi cái đây với đồ cái đó quay bị cứu á. Đồ bác đem trái ác, anh tính cho anh mà. Em nghĩ anh là người thông minh, người giỏi gì. Anh hiểu không? Im nha, im nha, im nha. Tại sao? Im đi. Nè, anh cũng gọi cho anh nghe nè, anh mình đừng ngồi tiếng nha. Nghe đầu, tít. Từ từ, tít mấy, chưa biết mấy mà. Hello. Nghe mày. Sao đâu? Dạ nghe đến đâu. Ông vàng hết chưa? Ủa mày nhìn nè. Ui trời kìa. Thôi thí mẹ con gái rồi. Mày làm cái gì chứ? Ở đây giờ tôi dẫn con gái qua liền nha.
Ê sao mẹ mày nó khốn nạn dữ vậy? Vì sao anh em ổng dài ông đó ông vô ông dọn dẹp nhà ông ha? Nhà dơ nói dơ vậy đâu ai đâu mà đi vô mày rồi đó. Bây giờ vậy là coi quay lên đâu coi tao làm trà cừ ấy. Đây là bây giờ mới top Việt Nam nè. Chứ cái anh rồi, cũng đồng anh mới sáng rồi. Tôi nghe em vậy là rồi, đồ được không? Thằng nó đã bắt nhân với tao thì tao phải bắt nghĩa với nó đâu. Đúng rồi, đồ đó. Em thấy cái ấn đường anh giờ nó sáng lại rồi á. Cũng người anh thông minh. Đừng nói nhiều quá. Dứt. Tương anh tôi độ dở nhai lắm sao? Để coi tao nè. Được rồi. Ngư nữa, bắt nhân là đừng có trách tao bắt nghĩa. Đúng rồi. Đó. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Tôi sợ ông vô cuốn. Cuốn, tao mà cuốn. Ơi, ca nha. Đột quá, đột vàng cái đống à. Mà anh vàng cái đống à. Hả? Ờ, vô mày, cái bánh ai mà đi đè rồi quanh ngốn ngang à và chỉ có nó tự dàn dần ở đây không đâu. Đồ nhà bờ bộn quá ha. Đồ nhà sạch thấy chưa? Chô nhà ống nước còn đỡ gọn gàng thấy chưa? Chô. Chô ngủ chỗ đó mà nó cũng đẹp dễ thương nữa chưa? Gì là em tổng vô nhà sao á? Con thấy sạch sẽ mà, gọn gàng mà. Chô gọn gàng nhà mát lắm. Đồ. Mặn vàng gì rồi không? Làm cha thiệt chứ làm đã trót là phải trót cha khán giả coi cha đẻ sao nó vô nó không dọn đồ nhà má kẹo không ông chồng anh nhìn đó bụng này ông chắc ông chưa có gì mấy ngày sao đồ cái vàng nãy giờ đồ cái vàng vừa mấy giấy rồi chứ không giấy nó hết vậy thôi vô đầu nè mẹ tính là ông có ông vợ tuyệt vời số 1 con bé vừa đúng rồi thấy á mà sao anh bị đau lưng sao vậy mà sao hào hóp ở từ lừa anh cái này cái chậu mơ thì chỗ đó ngang nát rồi mà chỗ đó ngang nát rồi chứ đúng rồi chỗ anh chậu phải mở cái tường để ngang nát chứ đâu có lậu nè đâu có gì bắt tường đâu mà sao mũi hiếm bắt tùm lum đây vậy hả dạ chắc con bé nó mới đi chợ gì à. Chút nó ra nó dọn liền mà cũng phải dơ gì dơ nhà đi chân đồ nhát này chứ chô nó dơ vậy sao đâu đầu giá chịu nấu được đúng rồi dơ quá trời ơi thôi tùm lum lẹ ấy mà sạch cơm mà đâu có gì đâu giỡn mà đói quá đói đói à anh xong có sức mới làm đúng rồi đúng rồi đúng rồi chực anh chực anh chực anh mở ra mở ra mở ra lấy cái chậu chơi ui đau lưng đấy đi sạch sẽ rồi đâu có gì đâu đâu có gì bất thường đâu đau lưng đau lưng ý con vợ đâu ý ngồi cao đó khách vô nhà ý thì tới bụng quá có gì ăn không thì đúng rồi cho ông ăn miếng không làm chua phải đeo lên tôi biết có ở đâu mà giá là đeo luôn nhà bác sĩ mày đeo lên rồi dép đồ bỏ nghe hàng không lấu được cho ok đâu chứ có mẹ đúng rồi ê đốm tự động anh hiểu không anh ra giày là ông cuốn hey, tính phính được ông được đâu gì gì vậy nhà nghe nát đục đó mấy cái hộp quý lắm à cái lo à cái lo à cái lo mày nhỏ mày mày ông sai ông bao nhiêu độ lính lính này không sao ông đi rồi sao dọn nhà anh đang cuốn nhà này có mẹ đâu dọn anh đang cuốn nó sạch sẽ còn chắc mà dọn giờ bỏ ít quá nhiều nhiều cái nữa mới đủ chưa đủ dơ mẹ nói coi đi cẩn thận nha, đợi xúc tay xúc chân. À. Ui, nó ăn nữa nữa này chứ. Coi dừng xúc tay. Dạ. Dạ. Nó tao đem luôn quá. Đưa lưng hay, đưa lưng sau. Tới giọng này mày, tới giọng này mày. Cút. Ông xuống thử đi, ông xuống thử đi. Ở đây sao nha. Trời ơi, nó ăn gà thì uống rồi, mắt da mắt thì đời. Mày có tròn nhà thằng chế mà uống tè ưu sừng. Chào thằng tè ấy. Anh đi ra chỗ lấy thằng tè. Nhà uống tè. Anh lấy tè làm lòng. Dạ. Ở đây ở đây. Mà ông nhận nhà dơ quá. À,
Tôi chơi vô nghe. Chục rồi, phải uống nhá. Phải uống cái mic mới rồi, bảo nó bệnh dài ra uống. Càng lên. À đúng rồi kìa. Xuống thang mình được kìa. Quá là chết. Chết tao luôn. Cái gì ạ? Cái quà mày sao ai vô rồi mà cứ kêu thèm trông rượu người quen mày đi hoài. Có. Ê là mình được kìa ấy. Này mình được kìa. Mẹ sao vô nhà tao mà cứ ngơ như vậy. Một tí nữa ông dọn rồi, giờ ông. Hè, à, né. Là mình luôn uống nha anh em. Rồi rồi. Nó nhẹ dơ quá ha. Nó thiệt. Ghê, cuốn nó nha. Mày nhét liền. Kìa kìa, có tre kìa, đồ chết chết tre. Đồ dưỡng chưa, sao gắn ly không? Tre gắn ly vậy? Ê, mày mày đeo kích đi. Chưa đủ dơ, ông chưa thấy đủ dơ. Chưa làm tao luôn. Chưa đủ dơ. Trong quét làm gì vậy? Đừng nói quét tốn vô đấy cho em thấy dơ nha. Mấy cái nhà của vợ tao mấy cái quét sáng giờ xong. Ê, thấy à, thấy gì vậy? Đúng rồi, dọn đấy. Sao vậy? Quét quét cái gì vậy? Chặt, chặt rồi. Chết nữa ha. Quét. Nhiều tức. Hả? Tôi đè này. Mập thế ấy. Mặn thấy vậy chưa mày? Trời chết rồi, chết rồi, chết rồi. À, chồng em nó bị điên rồi. Em nhưng mà nói nè em. Nói hả? Đồ mấy ông chồng em trả thù em. Chứ cái vụ bây gì giờ mà? Em quýnh ông bị thần kinh mẹ luôn. Bây giờ lấy rác ra ông kêu đợi cho bé dọn phía mẹ luôn. Vợ chồng ông cho ác vậy không? Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ai còn sợ mất được rồi em. Diễn về ông diễn mất được rồi hả? Mà sao nãy mày gọi con bé hay vậy? Đậu mẹ em chơi cái ba chuông nữa chứ đâu. À, đậu tao là con quên mẹ nó, nãy tướng nó gọi con bé cho. Mẹ đây tôi xả đâu. Tại sao? Giờ anh em mình bảo. Chào mẹ ông đậu phải không? Ấn đường ông mẹ em mày dở ác. Nhiều nhân nào nhặt chặt vào đó. Cho mày đánh đâu. Nè mày cú cái. Ờ mình vừa thấy các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Nhớ đăng ký và subscribe cho anh em mình nha các bạn. Mình đã vừa là chắc chắn phải có siêu phẩm.